Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến vấn đề người Mỹ kẹt ở Phú Hãn. Cho đến hôm 31 tháng 8 vừa rồi thì Mỹ vẫn nơi áo, chúng ta phải biết là nơi áo. Tòa Bạch Cung của Mỹ cho biết rằng là Mỹ còn vào khoảng độ gần 100 người kẹt ở bên Phú Hãn. Trong khi đó thì Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ đưa ra vào khoảng con số 200 người. Bộ Quốc phòng thì bảo vào khoảng 150 người. Nhưng mà chúng ta trở lại vấn đề hôm 14 tháng 8 là bắt đầu có công cuộc di tản. Thì Tòa Bạch Cung tuyên bố rằng Mỹ sẽ phải di tản, lo di tản 11 đến 20.000 người Mỹ ở Phú Hãn. Câu số 1. Câu số 2. Chúng ta không cần phải biết ai tuyên bố, chúng ta cũng biết rằng một quốc gia mà đã phải có mặt bên Phú Hãn 20 năm trời thì người Mỹ không thể nào có một vài trăm người được, có một vài nghìn người được. Mà trong khi hai tuần lễ di tản, Mỹ tuyên bố là di tản được vào khoảng độ 4.000 người Mỹ. Một quốc gia tham gia làm việc và chiếm nước Phú Hãn 20 năm trời mà là chỉ có 4.000 người, bây giờ cộng thêm 100 người là chỉ có 4.100 người. Quý vị có tin không? Cho nên cái bọn rốt nát này, tôi gọi là cái thằng cán ngố ở trong Tòa Bạch Cung là như thế. Chúng nó nói theo kiểu cộng sản, nó thích là nó nói và nó muốn nói là cái gì thì nó nói, không cần biết đúng hay sai và không cần người nghe người ta có cười hay không. Để thế bọn cộng sản nó bảo đó, tàu bay của cách mạng là nó bay lên trên mây, nó trốn ở trong mây, xong rồi nó tắt máy, rồi nó chờ tàu bay Mỹ đi qua, nó mở cửa qua bắt phi công Mỹ nhốt ở hỏa lò. Nó nói thế mà nó nói được. Một cái thằng trẻ con cởi chuồng nó cũng phải hiểu rằng là tàu bay làm sao trốn ở trong mấy. Thế mà nó nói được. Thế thì cái bọn căn ngố tàu Bạch Cung này ăn phải bả của thằng Tập Cận Bình, nó ra lệnh chúng mày cứ phải nói như thế, ai tin kệ, xác chúng nó, chúng mày cứ nói như thế cho tao. Thế thì cái thằng này, thằng cán ngố này nó ăn tiền của tàu cộng. Chúng ta không cần phải nói là cuồng Trump hay là cuồng cộng sản hay cuồng thứ hồ tặc. Chúng ta chỉ nói một câu rất bình thường. Một quốc gia Mỹ tung hàng trăm tỷ đô la ở Phú Hãn trong suốt 20 năm trời, mà chẳng lẽ chỉ có 4-5 ngàn người sống ở Mỹ, ở Phú Hãn hay sao? Thì hôm nay một dân biểu Hoa Kỳ, ông này cũng nói một cách dè dặt, tuyên bố là có ít nhất 500 người Mỹ vẫn mắc kẹt ở Phú Hãn. Đó là dân biểu Daryl Issa, tiểu bang Cali, cho biết là còn có thể 500 người Mỹ vẫn mắc kẹt tại nước này, cao hơn con số của Tòa Bạch Cung, cán ngố và Bộ Quốc phòng tuyên bố. Hiện nay văn phòng của ông vẫn đang nỗ lực để di tản hai công dân Mỹ cao tuổi rời khỏi Phú Hãn. Khi xác nhận con số này thì ông trao đổi với hãng thông tấn AP Associated Press: trừ khi chúng ta tiếp tục đưa những công dân Mỹ còn lại của mình và tất cả những người đủ điều kiện ra khỏi Phú Hãn, nếu không chúng ta sẽ vẫn còn chưa hoàn toàn trách nhiệm của mình. Làm gì có cái chuyện hoàn toàn trách nhiệm? Mấy dân biểu này cũng cả trớn. Quý vị, người thông dịch viên mà đã từng cứu Joe Biden với lại John Kerry năm 2008 khi chúng nó còn là dân biểu, là nghị sĩ, mà giờ này chúng nó đi mà chúng nó vẫn để lại một tên thông dịch viên cứu chúng nó, ân nhân của chúng nó, vợ con người ta đang chết mà chúng nó vẫn lờ. Nữa là ba cái chuyện cà chớn này còn lâu nó mới làm. Khi tính luôn các thành viên gia đình của dân chúng Mỹ thì người ta nghĩ có thể lên tới 1.000 người đấy. Quý vị thấy, từ từ lúc đầu nói 500 người Mỹ, bây giờ cộng thêm thân quyến lên 1.000 người. Trong khi đó thì dân biểu Cộng hòa Dan Bacon, tiểu bang Nebraska, cũng nói với hãng thông tấn rằng mấy tên cán ngố Tòa Bạch Cung phải đưa ra danh sách đầy đủ những người Mỹ còn kẹt ở bên Phú Hãn.
Bởi vì có nhiều người cho biết rằng con số nó lên đến vài nghìn người, nếu không muốn nói là hàng chục nghìn người. Trong khi căn ngõ Tòa Bạch Cung tuyên bố một vài trăm để làm yên lòng dân, nếu bây giờ nó còn đến 15.000 người nữa thì dân nó sẽ nổi loạn, cha mẹ con cái nó sẽ không để yên. Một nhân vật khác có tên là Klein, phụ tá trong Tòa Bạch Cung, nói rằng chúng tôi tin còn khoảng vài trăm người chứ không đến nỗi vài nghìn như các ông nói. Đấy, quý vị thấy không? Thằng lớn thì bảo 100, thằng bé thì bảo vài trăm người. Ba cái thứ làm ăn theo kiểu cộng sản, giấu đầu hở đuôi. Rồi có một số nguồn tin tình báo là cho biết rằng một số người Mỹ đang di chuyển bằng đường bộ để qua Pakistan, rồi mới đi về Hoa Kỳ. Bởi khi họ đi qua Pakistan, họ sẽ đi tàu bay từ Lahore, thủ đô của Hồi Quốc, bay về Mỹ. Và cái tên phụ tá Tòa Bạch Cung nói rằng là những cái số người đi qua Pakistan chúng tôi không tính tới. Quý vị đã thấy nó cả chớn không? Dù qua Pakistan hay là dù đâu đi nữa, bây giờ người ta vẫn còn kẹt ở Afghanistan. Nó không có bản tính cách. Trong khi đó thì có một số dân biểu lại đang hòa giải với lại Taliban để đưa một số người Mỹ, đưa tàu bay vào để chở người Mỹ và chở những người Afghan. Nhưng có một điểm đáng lưu ý, cho đến bây giờ chúng ta có hàng trăm ngàn người Afghan đã đến Mỹ và họ không có giấy tờ. Đây mới là cái đường lối làm việc, một là lưu manh, hai là dốt nát, ba là vô trách nhiệm. Tại sao để cho cái người không có giấy tờ mà đi lên tàu bay đi vào Hoa Kỳ? Trong khi đó người Mỹ thì không có. 10 người đến lên tàu bay chỉ có vào khoảng 1-2 người Mỹ. Một ông Mike Jason, ông ta là người của cái chương trình Christian Elite, là những người của Hội Thánh Tin Lành và Công Giáo, họ đang lo để chuyên chở vài trăm người Mỹ. Họ nói rằng là cái con số nói người Mỹ còn lại khoảng 200 người là nói láo và quá thấp. Theo ông nhận định thì ít nhất có hàng ngàn người còn kẹt lại ở Kabul, kẹt lại ở các cái tỉnh miền Trung. Và một tên cán ngố của Tòa Bạch Cung vừa nói rằng hiện nay có 6 chiếc phi cơ, gồm có 4 chiếc Boeing A737 và 2 chiếc Airbus A340 còn kẹt ở phi trường ở miền Bắc Afghanistan mà không phải Kabul, để có thể chở 1.600 người ra khỏi Afghanistan. Từ hôm 20 tháng 8 đến giờ, các phi cơ này đã bị kẹt. Taliban chưa cho lệnh cất cánh. Đây là 6 chiếc phi cơ của tổ chức tư nhân của Tin Lành và Thiên Chúa Giáo đã thuê để mà bao che chở những người Mỹ và những người Afghanistan. Cho biết rằng là tổ chức của Thiên Chúa Giáo cũng như Tin Lành đã phải thuê những chiếc phi cơ này 750.000 đô la một chiếc, và họ đã gây quỹ được 28 triệu đô la để chở những người Mỹ còn kẹt ở bên Afghanistan. Ông Alex Pinsat, một cựu chiến binh trong chiến tranh Iraq và là một trong những thành viên điều hành của cái tổ chức gọi Digital Dunkirk, cho biết tuần này là chỉ trong một ngày, ông đã nhận được 25 cú điện thoại của những người Mỹ mắc kẹt, và 25 người này không có ai đã ghi danh với tòa đại sứ Mỹ trước đây. Trước khi chính phủ và quân đội Afghanistan sụp đổ hoàn toàn thì lúc bây giờ Tòa Bạch Cung ước lượng có khoảng 10.000 đến 15.000 người Mỹ ở tại quốc gia này. Tuần trước, tên cán ngố Tòa Bạch Cung đã thông báo rằng trong vòng 2 tuần Mỹ đã đưa ra khỏi nước Afghanistan 120.000 người,
trong đó có vào khoảng gần 4.000 người Mỹ. Số còn lại trên 100.000 người là Afghan mà không có giấy tờ. Cho nên đây rất nhiều thời gian nữa sẽ có khủng bố. Và quý vị đừng ngạc nhiên, đó là lời tuyên bố của ông Alex Pritchard, là một cựu chiến binh của Hoa Kỳ ở Iraq và là một thành viên trong cái tổ chức cứu người ở bên Afghan của Hội Thánh Tin Lành và Thiên Chúa Giáo. Và ông nhấn mạnh rằng trước khi sụp đổ Afghan, Tòa Bạch Cung tuyên bố có vào khoảng 10.000 đến 15.000 người Mỹ ở tại quốc gia này, và đến giờ này mới cứu về được khoảng 4.000 người. Vậy thì 11.000 người kia đi đâu? Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.